sở hữu kích thước tổng thể là 4425 x 1730 x 1475mm. Thiết kế mới của Vios được đánh giá là giàu cảm xúc, với những đường nét mượt mà, trẻ trung nhưng không kém phần thanh tao. Nổi bật hơn cả là phần đầu xe với lưới tản nhiệt tạo hình khác biệt. Phần phía trên gần như được thu hẹp rất gọn gàng, liền mạch với cụm đèn phía trước, vuốt dài sang hai bên sắc sảo. Trong khi đó, phần phía dưới và hốc gió tạo thành một hình thang ngược thanh lịch, nhất là khi kết hợp với cản trước cùng màu ngoại thất. Chưa kể đến là thiết kế hốc đèn sương mù, được vuốt cao đầy hoa mỹ, mang đậm phong cách thể thao. Toyota Vios 2019 bản G cao cấp với nhiều tính năng hiện đại như đèn trước dạng halogen bóng chiếu, tự động bật tắt, nhắc nhở đèn sáng và chế độ đèn chờ dẫn đường. Ngoài ra còn có đèn chiếu sáng ban ngày thời trang và nâng cao tính an toàn. Sườn xe cũng gây ấn tượng không kém với đường dập mềm mại ở phía tay nắm cửa ngoài, mặt chrome và gầm xe. Gương chiếu hậu của xe hỗ trợ chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và sơn cùng màu thân xe. Chưa kể đến là bộ la răng được đúc chi tiết hơn, mang đến nét thể thao làm tăng thêm giá trị cho Toyota Vios G 2019. Cụm đèn hậu sắc sảo, to dần về bên hông là dạng LED hiện đại, tương tự như đèn báo phanh trên cao của xe. Độc đáo nhất có lẽ kể đến anten dạng vây cá xuất hiện trên Vios lần này, đã tạo nên vóc dáng trẻ trung. Xe có cả tính năng xế kính sau đảm bảo tầm nhìn rõ ràng cho người lái. Toyota Vios G 2019 có tất cả tùy chọn 6 màu bao gồm be, đen, xám, đỏ, bạc và trắng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các mẫu xe phù hợp với cá tính và yêu cầu công việc của mình. Thế hệ Vios 2019 mới có sự thay đổi đáng kể với chiều dài cơ sở 2550mm. Thiết kế nội thất của xe cũng được thổi một luồng gió mới với nhiều chi tiết thu hút, đặc biệt ấn tượng. Đơn cử như tablo vẫn là dạng đối xứng đường viền bạc đặc trưng, nhưng kiến trúc tháp đầu ở trung tâm đã gọn gàng và trẻ trung hơn. Chưa kể đến là dấu ấn rõ nét ở hai cửa gió trước, tạo điểm nhấn cho những thay đổi của thế hệ mới. Toyota Vios G 2019 sở hữu trang bị tinh hoa nhất của thế hệ Vios mới, bao gồm tay lái ba chấu bọc da, mạ bạc đẹp mắt, sang trọng, hơi khác biệt so với bản tiền nhiệm. Tích hợp nút bấm điều khiển âm thanh và hỗ trợ chỉnh hai hướng với tư thế cầm lái thoải mái hơn. Gương chiếu hậu trong xe cũng được hỗ trợ hai chế độ ngày đêm, giúp cho người lái tập trung hơn khi lái xe vào buổi tối. Cụm đồng hồ Orbitron hiện đại với màn hình hiển thị đa thông tin cung cấp cho tài xế những thông số vận hành cần thiết và trực quan nhất. Ghế ngồi vẫn được bọc da với ghế lái chỉnh tay 6 hướng, còn ghế hành khách phía sau chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60-40 quen thuộc với tựa tay thoải mái hơn cho hành khách. Cửa sổ chỉnh điện tự động lên xuống và chống kẹt ở vị trí ghế lái. Tay nắm cửa được mạ bạc sang trọng, tôn thêm vẻ quý phái cho bản cao cấp. Khoang cabin của bản Toyota Vios G 2019 mang đến cảm giác dễ chịu cho hành khách nhờ hệ thống điều hòa tự động vận hành thông minh, đảm bảo duy trì một nền nhiệt theo đúng mong muốn. Tuy nhiên, xe không có thêm các cửa gió ở hàng ghế sau để không khí lưu thông tốt hơn. Tương tự như người tiền nhiệm, hệ thống âm thanh của Vios G 2019 vẫn luôn ấn tượng, bao gồm dàn DVD với 6 loa và kết hợp kết nối AUX, USB, Bluetooth, đa dạng nguồn phát nhạc. Nhìn chung, chất lượng âm thanh của bản mới không quá khác biệt so với các bản trước đây. Phiên bản Toyota Vios G 2019 cũng được trang bị loại động cơ 2NR FE dung tích 1.5 lít với khả năng sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Cảm giác lái vô cùng mượt mà khi xe trang bị kiểu hộp số tự động vô cùng quen thuộc trên các dòng xe cỡ nhỏ của Nhật. Chiếc sedan cũng sử dụng trợ lực tay lái điện nên cảm giác đánh cua rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Động cơ của Vios là loại phun xăng điện tử với tỷ số nén 11.5 cùng với khả năng đảm bảo tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nên mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản 1.5G khá ấn tượng. Xe chạy ở ngoài đô thị cần khoảng 4,9 lít trên 100 km, trong đô thị là 7,1 lít, có trung bình tiêu hao khoảng tầm 5,7 lít xăng. Ngoài ra, xe vẫn sử dụng thiết kế hệ thống treo quen thuộc với cặp bánh trước sau lần lượt là dạng độc lập McPherson và dầm xoắn. Xe cỡ nhỏ nên chỉ sử dụng mâm 15 inch gia tốc tốt và lốp 185/60R15, hấp thụ đáng kể xung lực dù bề mặt tiếp xúc mặt đường hơi hẹp. Bộ phanh trước sau sử dụng dạng đĩa thông gió, đĩa đặc với nhiều ưu điểm về cảm giác phanh. Đây là điều rất đáng chú ý ở Vios mới, vì một bộ phận không nhỏ mẫu xe đối thủ vẫn sử dụng kiểu phanh tang trống cho bánh sau. Mặc dù có doanh số bán chạy đứng đầu, song mẫu xe chiến lược của Toyota thường bị đánh giá thấp về mặt trang bị. Điều này không còn xảy ra vì hệ thống an toàn trên thế hệ mới đã được nâng cấp một cách đáng kể. Ngoài các tính năng đã trở nên rất quen thuộc như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và phân phối lực phanh điện tử, thì các trang bị hiện đại hơn bao gồm hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,
cảm biến hỗ trợ đỗ xe và đặc biệt là 7 túi khí nâng cao năng lực đảm bảo an toàn cho hành khách của Vios 1.5G lên rất nhiều. Bên cạnh đó, xe vẫn sử dụng khung xe GOA cùng với dây đai an toàn 3 điểm cho cả 5 vị trí. Ghế ngồi có cấu trúc giảm chấn thương cổ cùng với bàn đạp phanh và cột lái tự đổ khi có va chạm. Hệ thống an ninh của Toyota Vios G2019 cũng được đánh giá cao khi sở hữu cả hai tính năng bao gồm hệ thống báo động và chìa khóa mã hóa khóa động cơ, hạn chế tối đa các nguy cơ an ninh có thể xảy ra. Ngoài ra, phiên bản cao cấp này còn sở hữu những trang bị ấn tượng mang đến cho người dùng sự thuận tiện đáng kể như chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, khóa cửa điện và khóa cửa từ xa.